cắn được không? Nước sôi là như thế nào? Nước sôi mà nó sôi cùng với nó quá. Em chỉ có trạng thái thôi gì nó phải ứng nghịch với cảm. Nó phải ứng nghịch với cảm. Cái trạng thái nó chống đối với cảm vậy. Thì như giống như mình nước sôi như vậy đó. Thì với cái tâm trạng mà như vậy đó, có bao giờ mình thấy được các pháp không? Nó bị chi phối, nó chứng ngại liên tục như vậy là dưới đáy nó có cái gì mình không thấy được. Còn ví dụ như cao với chanh đá hay nước màu tức là gì? Khi mình dính, mình bám chắc vào cảnh như vậy. Thế là cho mình không có thấy rõ được cái cảnh. Giống như mình đổ nước màu như vậy vậy. Ở đây anh chỉ cho khía cạnh tức là màu ở đây tức là màu cái sự sở thích của mình đó ha. Mình bám chặt vào những cái sở thích của mình vậy. Cái sự luyến ái vậy. Còn cái thiên nó biết thái này nè. Cái trạng thái nó làm nó thụ động. Cái trạng thái nó thụ động vậy. Cũng ví như mà rong thì mình chúng ta thấy không, chúng ta đâu có thể mà chúng ta đổ màu trên đây, chúng ta có thể đổ màu do cái sự chủ đích của chúng ta, nhưng mà rong mà nó đóng á nó không được, chứ không chủ đích được. Còn dậy sóng là cái trạng thái tức là nó luôn là nó dao động, nó luôn dao động vậy, nó không có ở yên với một cảnh vậy, thì cũng giống như là nước mà dậy sóng vậy. Còn với chiếc xe ha, là cái sự hoài nghi, là mệt mỏi trong vấn đề gọi là suy nghĩ. Chứ hồi bữa chúng ta tắt từ, chúng ta nhớ không? Dạ. Thì giống như nước bùn như vậy đó. Chúng ta cũng không phân được nó là bùn, mà cũng không phân được nó là nước nữa. Nó cứ mập mờ giữa hai cái loại đó vậy. Giờ, giờ. Xong như chị Linh? Xong, dạ, xong, vừa xong. Rồi, xong ha. Tiếp theo là để phân theo... loại ha, loại phân theo gọi là loại từ xe tí nè, phân theo loại từ 40 là một cái ha, xe tí chúng ta sẽ có là nó là xe tí chúng ta sẽ có hai, đó là panh nhã tí. Panh nhã tí là gì? Chế định ha, đề mục là chế định, chúng ta sẽ có 28 ha, có 28 đề mục chế định. Dạ. 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 28 DM quên. 28 DM. Mở mặt ra. 10 ca si ná nha. Rồi. 10 asubha. Rồi. Ca với các bạn sẽ tí. Ca dạ. Dạ. Đó là Kajakata ha, Kajakata ha. Rồi kế tiếp nữa là Anapana. Anapana. Rồi 4 cái Brahmavihara. Bốn cái loại, rồi bây giờ mình nói về khía cạnh loại, chúng ta sẽ phân ra là Panh Nhã Tí và Paramattha nha. Tức là đề mục chế định và đề mục chân đế nha. Đề mục chế định chúng ta sẽ có 28 cái đề mục. Bốn cái Paramattha tức là từ bi thị xã nha. Đó cũng được gọi là chế định luôn. Rồi, A, Ca, Sa, Mai, Ca, Gia, Ta, Chita. Akasalan thì nó có lá chít tác. Chúng ta phải ghi nhận đây là chít tác này. Đó là tâm, mà tâm mà tâm tâm không có biên xứ hả? Tâm thiền thứ nhất vậy. Rồi, bắt đầu là dưới này nha. Akin chanh nha. Nha ta hát. Chita. Tại chita chúng ta chỉ có phân định là kusala hoặc như là kiriya nha. Ví dụ như phàm phu và bậc thánh học thì có thể là cái đó. Nhưng mà đối với bậc vô học á, bậc thánh A-la-hán thì sẽ là thêm những kiriya vô đây. Cho nên ở đây chỉ để cho chita là chung thôi. Nhưng mà phải loại trừ là quý ba cá nha. Chúng ta không quý ba cá đâu nha, quý ba cá là quả, không có đề cập nữa. Chúng ta có ba cái này nè, chúng ta có ba cái này nha, chúng ta có ba cái này, chúng ta bỏ cái hàng này đi nha, thì mình đang nói cái này nha.
Rồi, Paramattha. Chân giác. Chân giác thì có 12. Đêm mà 2 đêm 1 là 8 cái Anusati. 8 cái Anusati đầu. Anusati đầu. Tâm Anusati mình chữ gì? Trừ cái mà Kaya Kata Sati và Anapana này nha. Trừ trừ Kaya Gata và Anapana. Anapana là trừ cái đó rồi, khám cái đó. Rồi thêm gì nữa? Mahare Gatu Gatu. Rồi Akasa Namja Akasa. Ủa rồi sơ xin nhầm, xin nhầm. Cái này đang là phải bắt nhắc tí nha. Trên đây cái đầu một là Akinji nha. Akasa Namja cho con hát. Akasa bình nhất tí thôi nha. Akasa bình nhất tí. Nội chỉnh cái này cái. À, tới cái bữa mà học về cái này đó, sư sẽ nói cái này là cái gì nhỉ? Rồi cái phần này đó chúng ta cũng chỉnh luôn dùm cái là phần là mắt hiếp bao quá bình nhất tí nha. Mắt hiếp bao quá. Mình đang nói bình nhất tí. Mắt tiếp vào quá bình thanh tí nha, chúng ta bao dùm cái ánh chân nhang nha. Để cái này là tâm này nó ánh thì đi chân nhang. Xuống đây nó là nó nè. Tí nhận nè. Sakasananjaya yatana kita. Rồi, ánh chân nhang. Ánh chân nhang. Yatana. Yatana kita. Phân theo người nha. Phân theo người. Là bút cơ lá. Cha tí là ngoại, đây là người nha. Nói hơn thương cái này cho nó bố bí đi. Bố bí khẩu. Đó là đỉnh vật địa nhớ nè. Ở đây nó nhân loại, tức là mắt đứa sát. Trời.
vui dục ha. 6 bỏ đi 6. 6 cái nó sẽ nói là khỏi vui dục. Thì chị buông mí ra khỏi cho nó khỏi nè. Vui dục. Vui dục giới nha. Vui dục giới nè. Vui dục giới nè. 28. Nhân tiết là sự chế định nha, ở trên đây. Rồi. Sự chế định, cả sáu thần hư không nha, với cái khái niệm hư không, cái phần đó sẽ giải thích sau vậy. Còn mắt thí là không có bao quá, mắt thí là không có bao quá là cái trạng thái hiện hữu, không có mặt. Đó mới là cái đề mục là vô sự xử. Dạ, sự. Nhưng mà với cái tên là mình sẽ luyện cái đó. Cái này, rồi. Ba. Một một đây tức là cõi không cõi không có thiên sứ cõi thức quân sứ là vô sở sứ là 3 4 ha. Đây bị biên số cái này nó dễ viết hơn. Hai đêm mà phụng trừ Akasa
Nah, kasih nang cia kita nang cipta ni. Kasih nang cia kita nang cipta. Rồi, cái bốn. Bốn. Bốn nó sẽ là. Esther là cái gì? À, thứ nhất thôi nha. Nhất thứ hai, thứ ba, thứ tư thì là first. Cái này ban nhắc tí ở đây mà là chích tám. Đâu? Đến đây mà. Đúng rồi, đúng rồi, chích tám. Đây là tâm. Đây là ban nhắc tí. Đúng rồi, đúng rồi. Khi mà qua cái phần sắc rồi sẽ nói tại sao. Cái này là đề mục của cho cái mà không viên xứ. Nhưng mà cái này sẽ là đề mục cho của vô sự xứ. Vừa xả tiếng Anh vừa xả tiếng Paris. Ghi này bữa sau tức là tuần sau chúng ta học ha. Dạ. Khi nào có chỗ ở, có chỗ ổn định cái đã rồi ở, có chỗ ổn định cái đã rồi.